Xin chào các bạn, trên tay của mình đây đang là hộp của chiếc Sony Xperia XA1. Đây là thiết bị mới nhất thuộc phân khúc tầm trung được Sony giới thiệu tại MWC 2017 vừa qua cùng với cả Sony Xperia XA1 Ultra. Mới đây thì Việt Nam cũng đã chính thức bán ra. Mới đây thì Sony Việt Nam cũng đã chính thức bán ra Xperia XA1 với giá là 6,49 triệu đồng. Thế thì có rất là nhiều người nói là với cái mức giá này thì phải ai yêu Sony lắm mới mua. Nhưng mà thực ra thì Sony Xperia XA là một bất ngờ rất là thú vị của Sony trong năm 2016 khi mà nó mang lại doanh số rất là tốt dành cho nhà sản xuất Nhật Bản này. Vì thế hôm nay chúng ta thử xem là XA1 có những cái điểm gì hơn XA và chúng ta cùng dự đoán xem là tương lai nó có thể bán được nhiều hay là mang lại doanh số nhiều cho Sony hay không nhé. Ok, bây giờ trên hộp chúng ta sẽ nhìn thấy ở mặt trước của nó rất là đơn giản. Có logo của Sony cũng như là logo Xperia. Có một cái chữ X được in chìm ở đây bằng màu bạc khá là mờ để thể hiện chiếc máy này thuộc dòng X của Sony. Ở bên cạnh máy chúng ta sẽ có một số những thông tin về nhà sản xuất. Ở bên này chúng ta sẽ thấy một số những cái chứng chỉ như là chứng chỉ LTE này. Và mặt sau máy mọi người sẽ thấy có một số thông tin rất là đầy đủ về chiếc Sony Xperia XA1 này. Bao gồm có camera sau 23 chấm này, camera trước 8 chấm, màn hình 5 inch, độ phân giải HD 720p. Đây là một màn hình không lớn và độ phân giải không cao lắm. USB Type-C, một nâng cấp so với cả Sony Xperia XA. Viên pin đi kèm là 2300mAh. Máy chạy trên nền tảng bộ vi xử lý MediaTek Helio P20 và có 32GB bộ nhớ trong. Phiên bản Sony Xperia XA mình đang có ở đây là phiên bản mà có 3GB. Và bây giờ chúng ta cùng tiến hành mở hộp xem sao nhé. Đây là chiếc Sony Xperia XA1 màu hường của chúng ta. Màu hồng nhạt rất là đẹp, nữ tính và phù hợp cho các chị em. Tí nữa chúng ta sẽ quay lại để đánh giá về thiết kế của cái màu cũng như là cái thiết kế tổng thể của XA1 sau. Bây giờ thì nhân vật chính chúng ta sẽ bỏ qua bên trước đã. Ở phía dưới các bạn sẽ thấy một số những cái sách hướng dẫn sử dụng như thế này. Có khá là nhiều sách hướng dẫn sử dụng và có cả thông tin về chính sách bảo hành sản phẩm chính hãng của Sony bằng tiếng Việt luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái cục sạc ở đây. Đây là một cục sạc màu đen với đầu ra là 5V và 1,5A. Một cọc cáp USB Type-C. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một cái tai nghe có số hiệu là MH410C đến từ nhà sản xuất Sony, Made in Việt Nam luôn. Đây là tất cả các phụ kiện ở trong hộp của Sony Xperia XA1. Nó cũng khá là đơn giản thôi chứ nó không có gì khủng hoảng ở đây cả. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật chính, đó là chiếc Sony Xperia XA1. Đây là thiết bị kế nhiệm của Sony Xperia XA năm ngoái. Thì nó đương nhiên là được kế thừa cái phong cách thiết kế với viền màn hình hai cạnh bên siêu mỏng. Đấy, như các bạn nhìn thấy là viền màn hình hai cạnh bên rất là mỏng. Tuy nhiên thì máy này vẫn phổ biến là có sự không cân đối nhất định khi mà các bạn có thể nhìn thấy là ở viền trên và viền dưới thì của nó rất là dày. Trong khi đó ở viền dưới các bạn có thể thấy nó là một khối liên lạc như này và tất cả các phím điều hướng thì Sony đã chuyển ở phía bên trong màn hình. Theo mình đây là một cái điểm rất là đáng tiếc. Về mặt thiết kế mà nói thì cái XA1 này nó không khác biệt nhiều so với thế hệ cũ, trừ việc là nó hơi vuông vắn hơn một chút. Về cái điểm này thì đẹp hay xấu thì tùy mắt người dùng thôi. Nhưng mà đương nhiên là mình vẫn luôn bị ấn tượng bởi vì cái viền quá là mỏng của nó như này. Ok, đi vào phía bên trong máy thì điểm đáng lưu ý nhất về con máy mà mình đang có trên tay, đó là bây giờ mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đó là phiên bản Android 7.0 mới nhất. Nói qua về hiệu năng của máy thì máy đang chạy trên nền tảng bộ vi xử lý MediaTek Helio P20. Con chip này không cho hiệu năng quá là khác biệt so với cả Helio P10 hồi năm ngoái. Trải nghiệm bắt đầu cho thấy là nó không thực sự khác biệt lắm đâu, nhưng mà cũng có những cái sự mà nó nhanh hơn nhất định, khoảng tầm từ 20 đến 40% tùy vào trường hợp. Theo một số đánh giá thì con chip P20 này nó ngang với cả Snapdragon 625, nhưng mà cái này chúng ta phải có thời gian để ta khảo nghiệm thêm thì nó mới có thể chính xác hơn được. Nói về viên pin của máy thì máy có tỏi pin gắn liền dung lượng là 2300mAh. Chúng ta khó có thể nói đây là một dung lượng pin tốt cho thời gian sử dụng là lâu dài trâu bò. Nhưng mà theo mình thấy thì với một cái máy tầm trung thì 2300mAh thuộc loại là chấp nhận được rồi. Thiết bị vẫn có kích thước màn hình 5 inch giống như là XA năm ngoái, độ phân giải HD. Ở mặt trước các bạn sẽ nhìn thấy 3 phím điều hướng cùng ở bên trong màn hình. Ở đây chúng ta sẽ có một camera trước cũng như là cảm biến tiệm cận rồi loa thoại. Ở bên cạnh trái mọi người sẽ nhìn thấy có một cái chỗ để SIM và thẻ nhớ. Thì ở trên XA1 chúng ta sẽ có 2 nano SIM. Ở bên cạnh phải là vị trí nơi đặt phím nguồn này, phím tăng giảm âm lượng và nút kích hoạt nhanh camera. Thế thì rất là đáng tiếc là ở trên Sony Xperia XA1 chúng ta không có cảm biến vân tay. Thì ở cái phân khúc giá khoảng 6 triệu rưỡi mà nó đang rơi vào thì không có cảm biến vân tay thực sự là một cái điểm gì đó rất là đáng tiếc. Ở phía cạnh trên mọi người sẽ nhìn thấy chúng ta có một cái cổng tai nghe 3.5 ở đây cũng như là một mic phụ. Ở cạnh dưới mọi người sẽ có loa ngoài cũng như là cổng USB Type-C. Đây là một cái nâng cấp của Sony Xperia XA1 như mình đã nói rồi, thì cái cổng USB Type-C này cho chúng ta khả năng sạc nhanh và tốc độ chép dữ liệu cao hơn.
Ở mặt sau mọi người sẽ thấy đây là một cái mặt lưng mà nó không bám vân tay. Và đây là cái điểm mình thích nhất ở trên Sony Xperia XZ1, bởi vì mình là người ra khá là nhiều mồ hôi và cái mặt lưng này nó không để lại dấu vân tay nhiều đâu. Đây là camera chính của máy. Camera này thì được nâng độ phân giải lên so với đời cũ từ 13 megapixel lên 23 megapixel với ống kính là f/2.0. Mình cũng chưa rõ chất lượng ảnh nó có tốt hơn hay không, bởi vì là mình chưa có thời gian để trải nghiệm camera trên chiếc máy này. Nhưng mà cái sự nâng cấp này nó hơi bị ngược một chút so với những gì mà Sony làm trên dòng cao cấp. Thì như các bạn cũng đã biết là Xperia XZ Premium cũng như là Sony Xperia XZS thì đều giảm độ phân giải để mà chụp đêm tốt hơn. Còn ở trên XA1 này thì nó lại tăng độ phân giải so với cả ở trên Sony Xperia XA của năm ngoái. Như cái máy này mà mình đã nói từ đầu rồi, thì cái điểm ăn tiền nhất của nó, cái điểm đáng tiền nhất của nó đương nhiên vẫn là thiết kế. Nó rất là hợp với cả những người mà có nhu cầu đơn giản thôi, ví dụ như những tác vụ thông thường, nghe gọi nhắn tin hoặc là lướt mạng xã hội. Còn những cái tác vụ như là chơi game thì chúng ta phải xem xét sau, bởi vì đây không phải là một con máy nó có chip quá mạnh. Và như mình đã nói rồi, thì cái điểm ăn tiền nhất của nó chính là thiết kế. Sony Việt Nam đã chính thức bán ra Sony Xperia XA1 vài ngày trước với mức giá là 6,49 triệu đồng. Vậy liệu các bạn có lựa chọn Sony Xperia XA1 ở phân khúc chính hãng với mức giá này hay không? Hãy để lại ý kiến ở phần comment bên dưới nhé. Và cũng đừng quên like video cũng như là subscribe kênh Techmart của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.